ghi bàn, Kane 32, Ben 77, Rashford 57, Skamaka 15. Tuyển Anh ngày càng mạnh lên với sự trưởng thành của tiền vệ trẻ Jude Bellingham, cùng với phong độ cao của Harry Kane. Bellingham, 20 tuổi, đã đem về quả phạt đền cho đội trưởng và sau đó tạo cơ hội ghi bàn cho Marcus Rashford. Đặc biệt, Harry Kane đã vượt mốc 60 bàn cho Tam Sư trong 87 trận quốc tế. Trận đấu giữa tuyển Anh và Italy diễn ra tại sân Wembley, thành phố London, Anh vào tối ngày 17 tháng 10 năm 2023. Italy cũng đã thể hiện sự chuyển biến tích cực dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới Luciano Spalletti và bắt đầu thể hiện phong cách tấn công hấp dẫn như khi ông còn tại Napoli mùa trước. Tuy Italia mở tỷ số trận đấu từ một tình huống ghi bàn của tiền đạo Gianluca Scamacca ở phút thứ 15, khi hậu vệ Giovanni Di Lorenzo leo biên và tạt bóng vào trong khu vực. Tuy nhiên, tiền vệ Italy David Frattesi đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi không thực hiện cú sút chính xác, đặt cơ hội vào tầm tay của đối thủ khiến Harry Maguire mất bóng và không thể can thiệp kịp. Gianluca Scamacca dễ dàng đệm bóng vào lưới trống sau pha lập công của John Stones, khiến anh bị dẫn trước. Tuy nhiên, đội tuyển Anh đã nhanh chóng phản công và ghi bàn gỡ hòa ngay trong hiệp 1. Tiền vệ Jude Bellingham đã trở thành nguồn cảm hứng với người hâm mộ khi anh liên tục tạo ra những pha xử lý ấn tượng. Đặc biệt, anh đã giúp đội bóng gỡ hòa bằng cách khiến hậu vệ Italy phạm lỗi trong vùng cấm, dẫn đến một quả phạt đền. Thủ quân Harry Kane đã không bỏ lỡ cơ hội và ghi bàn thắng từ chấm 11m, đánh lừa thủ môn Gianluigi Donnarumma. Jude Bellingham hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn La Liga mùa này với 8 bàn thắng cho Real Madrid, dù vai trò chủ yếu của anh là tiền vệ công. Trong trận đấu với Italy, Bellingham đã thể hiện sự đa năng khi tham gia cả vào nhiệm vụ phòng ngự và tạo cơ hội ghi bàn. Cụ thể, anh đã thu hồi bóng và tạo ra cơ hội cho Marcus Rashford ghi bàn thứ hai của đội tuyển Anh. Trận đấu giữa tuyển Anh và Italy đã thể hiện rõ sự trưởng thành của tiền vệ trẻ Bellingham và sự xuất sắc của Harry Kane trong vai trò đội trưởng.